Thì thấy rằng mình và những người cùng làm việc với mình sẽ cần phải nỗ lực hơn rất là nhiều để làm sao nâng cao quan trí và nâng cao dân trí. Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho biết như thế sau hội nghị lấy ý kiến cử tri tại khu phố diễn ra vào ngày 9 tháng 4 vừa qua tại Hà Nội. Kết quả chỉ có 6 trên 75 cử tri tại khu vực ông Nguyễn Quang A sinh sống ủng hộ ông ra ứng cử đại biểu Quốc hội. Ông Nguyễn Quang A cho biết mình thực sự vui với kết quả này vì đã lường trước được sự việc. Hôm nay là có hai phần. Một phần là lấy phiếu tín nhiệm của 4 người được đề cử vào đại biểu Hội đồng Nhân dân, ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân phường Gia Thụy. Thực sự cái tôi hơi làm lạ là bởi vì lần trước chính tôi đã dự một cái cuộc hội nghị cử tri như thế. Hôm nay thì một giờ đầu tiên lặp lại cái cuộc đấy và sau đó đến cái lấy ý kiến của cử tri đối với tôi là một người ứng cử đại biểu Quốc hội thì nó diễn ra rất là nhanh chóng, có rất là nhiều ý kiến, 6-7 ý kiến phát biểu, thì người nào cũng bảo rằng như vậy thì là tôi là không có tiếp xúc với cử tri, không có quan hệ tốt với hàng xóm, với không tham gia gì với tổ dân phố. Tuy rằng có một lần người ta phải ghi nhận là tôi có tham gia hội nghị ở tổ dân phố, rồi họ cũng bảo rằng tôi được ăn học rất là kỹ lưỡng mà chả thấy làm được cái gì cho đất nước cả. Bên ngoài hội nghị lấy ý kiến cử tri, hàng trăm người đến tham dự, bao gồm những người ủng hộ ông Nguyễn Quang A và cả những người tự xưng là dư luận viên. Thực ra là không có gì lạ. Không ai bất ngờ là vì là rất nhiều lần khác thì là người ta cũng không cho người ủng hộ vào, để chọn người vào. Hai là những người mà không phải trong ý chọn của họ thì họ không cho vào. Thì từ nhiều nơi khác, nhiều lần, nhiều người khác là như thế rồi. Bác thấy là không khách quan, là vì là đáng lẽ là lấy ý kiến cử tri phải để tự do người ta vào. Nghĩa là cái hội trường nó không đủ thì thôi, có thể người ta ngồi ngoài người ta nghe xem là ưu khuyết điểm của ông như thế nào, hoặc là như thế nào, hoặc là có ý kiến thế nào. Thế nhưng mà người ta chọn lọc tất nhiên thì chỉ được một ý kiến thôi. Ta cần một thứ ý kiến nào đó người ta chọn lọc như thế thôi. Có, tại vì tôi thấy tiến sĩ Nguyễn Quang A là một người rất là có tâm huyết với cả nhân dân. Ngoài một người có trước đây thì bác có rất nhiều những cái đóng góp cho đất nước rồi, thì bây giờ tôi hoàn toàn ủng hộ việc bác tiếp tục ứng cử đại biểu Quốc hội để đóng góp thêm cho đất nước. Ông Nguyễn Quang A, năm nay 70 tuổi, là người hoạt động về quyền dân sự, nhiều lần xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược. Cùng với ông A có hàng chục người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khác bị loại vì nhiều lý do như không tiếp xúc với người dân khu phố và không có đóng góp gì cho đất nước. Phóng sự của SBTN tường trình từ Hà Nội, Việt Nam.